Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai chiếu thủy chung nu nghe cô chú anh chị. Lá chung. Đó, cây đang búp hoa nè. Quá trời búp hoa luôn nghe anh chị. Cây này khoảng để chừng tuần nữa là hoa đầy cây luôn đó. Hoa quá trời hoa luôn anh chị ơi. Cây mã số là 301. 301. Hoành 14. Hoành 14. Chiều cao 23. Chiều cao 23. Mã số 301 nghe anh chị. Cái này 400 ngàn em bao ship tặng nhà cho mình. 302. Hoành 18. Chiều cao 22. Mã số 302. Rồi cái này 450 nghe cô chú anh chị. 303. Đang búp hoa lên nghe anh chị, chung nu ha. Hoành 14. Chiều cao 22. Mã số 303. 303. Cái này 400 ngàn. 304. Hoành 15. Chiều cao 20. Mã số 304. Rồi cái này 450 nha quý anh chị, bao ship tặng nhà cho mình luôn. 305. Cái mai chiếu thủy chung nu nha quý anh chị. Đó nè, nu cục luôn ha. Cây đang búp hoa nè. 14. Chiều cao 26. Mã số 305. 450 nha anh chị, bao ship. 306. 306. Nè em tặng chậu luôn nha anh chị, ship chậu luôn ha. Hoành 16. Chiều cao 23. Mã số 306. 450. 307. Đó nè anh chị, đang búp hoa nhóc hết rồi nghe anh chị. Đó, cây này sửa sạn ra hoa ha. Quá trời búp hoa luôn chị ơi. Hoành 13. Chiều cao 34. Mã số 307. Rồi cây này 450. 308. Hoành 15. Chiều cao 21. Mã số 308. 450 chị ạ. 309. Cái này nó đậm vô đây em chưa cắt ha. Đó. Nó tỉa lại cái là rất là đẹp nha của chú anh chị. Đang búp hoa nè. Hoành 14. Chiều cao 23. Rồi 309 cũng 450 chưa? Bao ship tặng nhà cho mình ha. 310. 310. Hoành 15. Chiều cao 22. Mã số 310. Rồi cái này cũng 450 ngàn. 311. Hoành 14. Chiều cao 25. Mã số 311. Rồi cũng 450 ngàn em chú anh chị. 312. Đang ra mấy cái chồi trồng mấy cái nách nè. Chưa có tỉa mấy chồi mấy nách cho nó thoáng cây ha anh chị. Cây già lắm già. Hoành 15. Này để bàn là ok luôn nha anh chị. Chiều cao 23. Để bàn đã rất là đẹp luôn á. Mã số 312. Rồi 400 ngàn thôi anh chị ơi. 313.
cái này để bàn nó đó ok ngay cô chú anh chị. Đây, nó có mé nách trong này nè. Chưa nhặt bỏ. Quanh 15. Trung nu, máy sĩ trung nu ha, hoa rất là thơm nha chị. Lá trung rất là đẹp. Chiều cao 25. Để bàn trà là ok luôn anh chị ơi. Mã số 313. Rồi 450.000. 314. 15,5. Chiều cao 24. Mã số 314. Rồi 400.000. 315. 16. Đang bông. Chiều cao 20. Số 315. 400.000. Hoa nè chị. Rất là đẹp. 316. Quanh 14. Chiều cao 31. Mã số 316. 450. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một số loại kích rễ với một số dụng cụ nha cô chú anh chị. Hàng em đã sử dụng rồi, rất là bán nên giới thiệu với cô chú anh chị ha. Đầu tiên là loại kích rễ này, hàng của Đài Loan Trung Quốc nha cô chú anh chị. Một gói này là 500g, là nửa ký đó nha cô chú anh chị. Em bán gói nửa ký này là 200.000, em bao ship toàn quốc. Cái này là siêu kích rễ luôn nha cô chú anh chị. Loại này sử dụng rất là tốt, số anh em đã sử dụng rồi, rất phản hồi là rất ok ha. Này em cũng đã sử dụng rồi nha cô chú anh chị. Này liều lượng của nó thì một gói 500g này mình có thể mình pha tới 300 lít nước nè cô chú chị. Một thôi là mình nếu mà tưới ít á, mình tưới một muỗng cà phê đầy cho 5 lít nước. Một gói này mình sử dụng rất là lâu nha cô chú chị. Sử dụng cho tất cả các loại cây như mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây ăn trái cái này kia cũng được nha chị. Rồi lan cũng được luôn nha cô chú anh chị. Đó, loại này siêu kích rễ nha. Loại này là tốt hơn nhiều N3M với Atonic nha cô chú chị. Này là chị mình tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Chỉ tưới gốc chứ không có phun lá ha. Chỉ tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là em mới về loại dây nhôm nha cô chú anh chị. Dây nhôm đen loại 1 cực kỳ mềm dẻo luôn. Bao hàng anh em luôn, anh em về sửa mà nếu mà cứng thì em sẽ đền lại luôn anh chị ơi. Đó. Cho anh em test hàng luôn. Dây nhôm loại 1 cực kỳ mềm dẻo ha. Em có 4 loại thôi. Chỉ có 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly. Đó. Đồng giá là 150.000 một ký. 150.000 một ký mà em bán một lần 3 ký em mới bao ship nha anh chị. 150.000 một ký. Ship mỗi lần là 3 ký, em bao ship. Bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Dưới thứ hai là về được cái kìm cắt dây nhôm. Kìm này thì bao hàng bán dữ dằn bán luôn nha anh chị. Cái này anh chị vừa sửa kiển nè, vừa cắt mấy cái cành nè ha, nhỏ là tuyệt vời luôn ha. Em đã xài rồi nè. Đó, dây nhôm thì em có chỉ có 3 loại thôi. 1 ly, 2 ly, 3 ly và 4 ly. Nói chung là từ 1 2 3 4 này là anh chị là sửa dây từ cây tầm trung trở lại là được hết trơn rồi. Chuẩn kia cây đại bự giữ bự mới dây lớn thôi. Đó, dây bảo hành là anh em là mềm dẻo luôn ha. 150.000 ký mà bán mỗi lần là 3 ký bao ship nha cô chú anh chị. Đó, 1 2 3 4. 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly là vừa cho anh chị sửa cây hết rồi. Với hai kìm cắt kẽm có thể nhấp cành được luôn nha anh chị. 150.000 một cây bao ship. Tiếp theo là cái loại kéo cắt cành nha cô chú anh chị. Loại này em đã xài rồi, rất là im nên em giới thiệu cho cô chú anh chị. Này là này công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha cô chú anh chị. Giá chỉ 120.000, em bao ship toàn quốc luôn. Cái này em đã sử dụng rồi, em mới giới thiệu cô chú anh chị. Em cho cô chú anh chị về mở ra kiểm tra hàng, bao bán mà không bán trả lại em ha. Em khẳng định như cô chú anh chị luôn á. Có 120.000 nhưng mà cực kỳ bán luôn đây. Nè cây em xài cả năm trời đó anh chị thấy không? Nè, nè. Cắt rất là mượt luôn á. Mặt cắt nè anh chị thấy ha, rất là bén nè ha. Đó. Rất là bén ngót luôn. Đó chị xem ha. Này hàng cũ này em đã xài rồi nè, gần cả năm nè, xài rất là ok nha chú anh chị.
bền, rất là bền. 120.000 nhưng mà xài rất là bền. Nó in đây là công nghệ Nhật. 120.000 thôi nghe cô chú anh chị. Em bao ship nó có hai loại, một loại màu cán đỏ với trắng với một loại đen. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho cô chú anh chị cái loại kéo tỉa. Này cũng là công nghệ Nhật Bản không nghe cô chú anh chị, rất là sắc bén luôn. Là một loại tỉa là tỉa dài. Với một loại tỉa là tỉa bầu. Đây em lấy cho cô chú anh chị xem ha. Cây cực kỳ bén nha. Cái này kéo tỉa này đồng giá là 180.000 một cây. Làm rất là đẹp của chú anh chị xem ha. Rất là đẹp luôn. Đó, in chữ Osaka trong đây luôn nha anh chị. In chìm luôn ha. Đó. Rất là bén. Em bao bán ha, mấy cái hàng này là em bao bán, em đã sử dụng rồi. Cô chú anh chị về nhà tháo ra sử dụng, không bán thì trả hàng lại cho em ha. Điện thoại trả hàng cho em. Kéo tỉa thì nó có hai loại, một loại tỉa dài, một loại tỉa bầu. Đó. Thì cũng đồng giá là 180.000, em bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho cô chú anh chị hai loại kìm cạp. Một loại kìm cạp xéo và một loại kìm cạp tròn. Hàng cũng của Nhật hết trơn nghe anh chị, công nghệ Nhật hết. Bao bén hết vô anh chị. Đó. Đây, in chìm hết nghe cô chú anh chị. Hàng cạp này thì là đồng giá là 350.000 một cây. Đó. 350.000 một cây. Em bao ship. Cô chú chị xem ha. Cây rất là đẹp. Đây là cạp xéo rồi cô chị. Bao bén luôn ha. Mình có thể cắt cành, những cành nhỏ hoặc là cạp ha. Rồi tiếp theo đây là cạp tròn. À, em lấy từng cây ra cho quý chị xem. Cạp tròn giá chỉ 350.000 một cây. À, em bao ship luôn. Cạp tròn đây anh chị. Đó. Hàng rất là chất lượng ha. In chữ chìm luôn không nghe của chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái cưa. Này là cưa lách. Cưa này đúng là hàng tuyệt phẩm nè anh chị. Giá chỉ 70.000 mà bao ship luôn. Em bao bán cái cưa này ha anh chị. Đây em cưa thử cho anh chị xem nè ha. Đây cái nhánh này ha, nè em bao bén luôn. Đó, rất là bén nha anh chị. Mà cưa cái mặt cắt của nó rất là im nghe luôn chị. Đây nè, cưa lách nha anh chị. Đó, chỉ có 70.000 mà cưa lách này anh chị mua hai cây em mới ship nghe luôn chị. Mua một cây em không ship, tại vì bán có 70.000 mà chị kêu ship một cây nên lỗ nha anh chị. Em bán nếu mà cưa lách thì phải là hai cây em mới ship, 70.000 một cây. Rồi tiếp theo là bộ đục em mới về anh chị ơi. Bộ đục này gồm 8 cây nha. Cây thứ nhất nó cỡ hơn gang tay nè chị. Bộ đục khá là đẹp luôn á nha. 1, 2 cây, 3 cây, 4 cây, rất là bén. 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. Đó, chị 8 cây ha. Chứ thèm theo một cục đục nghe anh chị. Tặng thêm một cục đục này luôn. Một bộ đục này á em bán là 390.000. 8 cây 390.000 em bao ship. Tặng thêm một cái dùi cui đục luôn nghe của chú anh chị. Đây, dùi cui rất là đẹp ha. Còn mấy hàng này rất là bén nè anh chị, xem nè. Cực kỳ bén luôn ha. Này em bao bán cho anh chị, về mà nếu mà đục mà không bán thì cứ trả hàng lại cho em ha. Gồm 8 cây đục. 8 cây đục với một cây dùi cui 390.000 em bao ship. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876. Rồi em cảm ơn và kính chào cô chú anh chị.